Hello, chào mọi người. Hôm nay gia đình mình đi chợ mua nguyên liệu làm bánh. Hello, đi đây. Hôm nay gia đình mình đi chợ mua cái này tí nữa về làm bánh. Chợ này. Hello Felix. Hello, buồn quá à. Út nó buồn quá. Đi hỏi à? Ai u nó. Ngồi xe luôn. Đấy, đi chợ ngồi xe. Ừ, đấy luôn. Bây giờ cái mặt nó hơi buồn. Hôm nay bà xã mình chợ mua nguyên liệu để tí nữa để làm bánh. Yêu cùng tay. Là nguyên liệu làm bánh khót. Cái này là xúc xích và thịt. Cái này trứng. Còn cái này là tép hay là tôm vậy đó. Cái kia là bột nữa. Này là tôm. Bây giờ là xúc xích. Mình có tính không nói chuyện còn không? Tiếp theo nữa là trứng.
bánh khọt nước ngoài. Hơi đặc biệt một tí. Hello, xin chào mọi người. Đến với kênh cuộc sống hàng ngày gia đình mình nhá. Sáng giờ đã làm bánh xong rồi. Hai dĩa luôn. Mời các bạn thưởng thức nha. Không biết có ngon không, tí ăn thử. Cái này cũng lần đầu tiên làm á. Nói chung là bà xã mình rất là đảm đang. Mình muốn ăn cái gì thì đi chợ mua làm luôn. Cảm ơn bà xã nhiều nha. Mình phải ăn thử. Cái này mình ăn bằng tay mới ngon. Đúng không? Đúng không? Hello, como está? Em này nó tèm, nó có thịt thịt tí. Một dĩa luôn. Hết không? Hết rồi, hết rồi. Mời các bạn nha. Cái này này ngon này. Đấy. Cái này chấm bằng cái đậu phộng. Cái này nè. Ăn cuốn với salad cũng ngon. Wow. Bon. Cay hả? Just cut the shit up. Mình thử miếng tôm tép. Tôm với tép. Bữa đêm bữa bữa nó kiện nhung nhung. Cái này là tôm này mình chưa ăn, bây giờ mà ăn thử có ngon hay không? Tôm này. Ngon quá, bắt đầu mấy rồi. Đúng rồi, tôm không ngon. Toàn lột chứ. Ăn thử tôm thấy mấy ngon. Phải đưa đi bắt đầu. Lại lại nè. Có gì mà học rồi vậy. Nói chung là sáng giờ chưa ăn. Không phải em đâu. Đại tim đi. Ok. Ăn no rồi. Mình tạm dừng video một tí. Cảm ơn các bạn nha.